đây mà. Cô mua lần nào chưa? Chưa. Bà ăn mua hoài mà giờ thì giờ cô thì chưa mua. Chưa mua. Đây là mua hoài. Cô mua đi cô. Tô đâu ra? Muốn bò ế thấy bà luôn mà kêu 500-600 tô. Ai mà ăn? Cô đi ngang. Ai mà thấy ăn? Cô? À, cô đi ngang nó hoài, cô dòm thử coi 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 có phải đúng vậy không? Cô đi ngang lần nào cũng 2-3 người ngồi ăn không à? Ế thấy bà. Rồi bà đặt nói lên 500-600 tô này chắc rửa tiền quá. Cô cũng nói rửa tiền hả cô? À, này là rửa tiền thôi chứ. Rửa tiền sao kê hả cô? À, rửa tiền lấy khỏi bị sao kê. Bà này sáng nào bà cũng đi nha, bà bán sớm nha. Rồi thôi thôi chào chào nha. Dạ cô chú anh chị ơi, thì hồi nãy thì có mấy cô đến đây để ủng hộ chị Hồng Loan. À, vì yêu thương mà đến, dù cho chị Hồng Loan không có ở nhà nhưng mà mấy cô vẫn đến đây ủng hộ những bịch đồ ăn vặt kia cả nhà. Cô cũng có bức xúc chia sẻ với anh em về bún bò. Cô nói là quán gì đâu mà vắng tới mồ, vì sao lại 500-600 tô đó. Thì cô cũng có nói thẳng luôn, vì không biết vì sao mà lại có những lời chia sẻ 500-600 tô như vậy. Chắc cô nghĩ chắc rửa tiền quá. Đó thì cái câu nói của cô á, thì chắc có lẽ là chung tiếng nói với lại cộng đồng mạng, cũng như là tất cả những gì mà bà con cô bác cô chú anh chị trong và ngoài nước cũng cũng biết hay cả nhà. Bún bò thì bán 500-600 tô, phải nói là nước lèo rất là nhiều cả nhà, và rất là quán phải đông thì mới có với cái 500-600 tô như vậy. Còn với cái lượng khách hàng đến để mà ăn thì như vậy thì làm sao mà có 500-600 tô, kể cả tính luôn shipper thì đó chỉ là một cái lời nói không thật ha cô chú anh chị. Khách hàng cũng rất là bức xúc. Shop chị Hồng Loan thì vẫn mở cửa bán bình thường, cô chú anh chị mình đến mua ủng hộ nha. Đó, đây là nhà của chị Hồng Loan này cả nhà. Nhà đã bị những cánh cửa thì đã bị rỉ sét, nhà thì bị nứt tường nè, rêu phong rất là nhiều. Nhưng mà chị Hồng Loan vẫn chưa có sửa lại được, vì có nhiều cô chú anh chị nên là chưa dấp năm nên không có sửa được cả nhà. Có hai anh trai này đến nhà chị Hồng Loan chỉ gì vào nhà, chắc có lẽ là biết nhà chị Hồng Loan. Phải nói là thương khán giả lắm cả nhà, khán giả ở đâu cũng vậy, luôn luôn hướng về ủng hộ chị Hồng Loan. Bữa nay là ngày 10 tháng 11 rồi, không còn bao lâu nữa đâu cả nhà, còn khoảng 20 mấy ngày nữa thôi thì sẽ đến cái ngày ra tòa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ và kết quả sẽ có vào tháng 12. Cô chú anh chị mình yêu mến chị Hồng Loan, trông chờ vào kết quả. Nếu chưa đăng ký kênh của Tài thì hãy đăng ký kênh của Tài ha cả nhà, để lúc đó Tài sẽ chia sẻ và cập nhật liên tục những thông tin gì mà Tài biết, Tài sẽ chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị mình được biết rõ hơn ha. Ở đâu cũng vậy cả nhà, ở nhà chị Hồng Loan thì cũng có khán giả, ở mộ thì cũng có khán giả yêu mến Bác Năm đến thắp hương, ở nhà chị Hồng Loan cũng vậy. Nhưng mà em thấy ở nhà chị Hồng Loan nhá, là mỗi lần mà khán giả đến để mua hàng thì đều xin để thắp hương hai cả nhà, thắp hương cho Bác Năm. Thậm chí là khán giả ngoài Bắc vượt hàng ngàn cây số vẫn đến đây để yêu mến ủng hộ chị Hồng Loan. Cho dù những cái món quà tuy là nó có thể mua ít mua nhiều không quan trọng, quan trọng là vì yêu thương mà đến thôi hai cả nhà.
Hồi sáng thì chị Hồng Loan đi ra ngoài gấp ha cả nhà. Đó, đi bằng xe công nghệ. Đó. Chắc có lẽ là đi để xử lý những việc cần xử lý thôi. Ở phía bên trên nhà chị Hồng Loan đó cả nhà. Có rất là nhiều cây xanh, rất là mát ha. Khi mà em ghi hình mấy video á, thì cô chú anh chị nói là bác Năm Vũ Linh á, lúc sinh thời còn sống rất thích trồng cây, đặc biệt là cây mai. Bác Năm thích nhất là cây mai. Mỗi độ xuân về Tết đến á, thì lặt lá mai để cho nó trổ hoa. Bác Năm còn tự tay mình đi ra tiệm để mua những cây mai đem về trưng Tết. Trên sân thượng nhà của chị Hồng Loan á, thì có rất là nhiều cây. Em thấy ở phía bên góc bên tay phải bên kia thì có cây cóc nè, cây lựu nè, cây thanh long nè, và những loại cây kiểng khác, hình như là có cây mận nữa cả nhà. Đó. Thì chị Hồng Loan vẫn còn giữ nguyên vẹn những gì mà của bác Năm để lại. Và bên cạnh đó thì chị Hồng Loan và anh Hải thì cũng có trồng thêm cây. Em thấy anh Hải thì cũng rất thích trồng cây cả nhà, cây xanh. Cây xanh trồng ở trên sân thượng nó rất là mát. Đó là một cái góc nhỏ có thể để dành cho gia đình sau những ngày làm việc mệt mỏi. Lên đó mình có thể thoải mái hơn. Mình buông bỏ tất cả để thư giãn cho một ngày làm việc mệt mỏi. Sân thượng là một cái nơi phải nói là rất là hay ha cả nhà ha. Ban đêm thì ở trên đó thì mở đèn rất là đẹp. Shop chị Hồng Loan thì mở cửa vào lúc 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối hàng ngày. Cô chú anh chị mình yêu thương thì đến shop chị Hồng Loan ủng hộ nha. Và em xin đọc lại số điện thoại để chốt đơn hàng nè. Mỗi lần một cái video nào cũng vậy, em đều nhắc qua cái giờ để mở cửa và số điện thoại để chốt đơn hàng, để cho cô chú anh chị mình có thể biết được và chốt đơn ủng hộ chị Hồng Loan. Số điện thoại là 08 1958 1987. 1958 là cái năm sinh của bác Năm, 1987 là năm sinh của chị Hồng Loan đó cô chú anh chị. Phải nói là số điện thoại kết hợp giữa ba Vũ Linh và chị Hồng Loan, phải nói là rất là đẹp ha. Còn số để mà chuyển khoản ngân hàng là ngân hàng Quân Đội MB Bank nha cả nhà. 1958 và 5 con số 9 ở phía sau. Đó. Có tên là Võ Thị Hồng Loan cô chú anh chị, đừng có nhầm lẫn với những cái số tài khoản khác nha. Cho dù bất cứ ai mà có liên hệ kêu chuyển khoản vào một số nào đó để chốt đơn hàng thì cả nhà mình cứ cẩn thận nha. Cẩn thận tránh bị lừa đảo một cách tinh vi. Cả nhà. Đây là con đường Đoàn Thị Điểm nè cả nhà. Rất là rộng ha. Xe hơi có thể đến được. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì xe ráp rất là nhiều. Cô chú anh chị mình đến đây có thể đi ráp, đi xe công nghệ, đi xe hơi hoặc là xe máy ha. Đường rất là lớn. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Trước khi kết thúc video thì em mến chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn, luôn luôn gặp may mắn ở cuộc sống và trong công việc của mình. Cầu gì được đó nha cả nhà, sức khỏe bình an, thân tâm thường an lạc. Em xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.